Rồi chào tất cả anh em nha. Xin giao lưu anh em một cây bằng lăng tím nha anh em. Một cây bằng lăng tím rất đẹp nha. Bộ cốt của nó lụa thép nè, lụa thép rin luôn nha anh em, lụa thép xanh lâu năm á. Cây có một cái bầu cũ nè. Đó. Dòng này bằng lăng tím lá lớn nha anh em. Lá của nó thì nói chung dao động lớn hơn hai ngón tay. Đấy. Rất đẹp nha anh em. Lé nó cũng phải cỡ tầm tầm gần ba ngón tay nha anh em nha. Hả? Hoàn tổng là 350 nha anh em. Một cây bằng lăng tím khủng rất đẹp nha. Cây này trọng lượng thì nó rơi vào cỡ tầm 80 khiên nha anh em. Cao từ mặt đất lên là 1.9 nha, rút đọt luôn nha anh em. Hoàn tổng là 350. 305 hay là 350? 350. Cây rất đẹp nha anh em, một cái bầu này. Rồi em đi chi tiết anh em cái chỗ cái đoạn lũa nè. Cây có những cái đoạn lũa thép sành âm thân nè. Đây nó cuốn da luôn. Nghe sống. Lũa này là lũa sành nha anh em. Xung quanh nó đóng toàn chi tử nha. Xung quanh nó đóng toàn chi tử. Còn bên này cốt thì nó cực kỳ nu biếu luôn anh em. Cực kỳ nụ biếu và đế chảy nha anh em nha. Rất đẹp nha anh em. Một tác phẩm bằng lăng hoa tím nha anh em nha. Cây khá là đẹp luôn anh em. Rồi anh em nào hợp thì giao lưu nha anh em. Chào anh em.